xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với sân bóng đá Thăng Long Hương Lộ 2 để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ, đó là FC Tấn Tài và cao thủ chiến hữu FC trong phần toàn xanh. Họ bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Mọi thứ đã đến quá nhanh, bàn thắng của Lê Quốc ở những phút đầu tiên. 1-0 dành cho xem lại bàn thắng mở tỷ số của FC Tấn Tài. Lê Quốc chính là người đang ghi bàn. Đó một chạm của tiền vệ công áo số 7 bên phía FC Tấn Tài đã mang lại bàn mở tỷ số dành cho đội bóng này. Nỗ lực xoay sở của Thảo Ma. Đây là cầu thủ áo số 6 giữ điều không vào. Lại chỗ đây. Ở trận đấu mà Tấn Tài đối đầu với Dược Phẩm Quân Anh thì Hoàng Vũ cũng không có mà không vào. Hoàng Vũ vẫn duy trì được một sự rồi của cao thủ câu lạc bộ chiến hữu. Lỗi vị trí của Kiên Đức và cầu thủ áo số 9 đó là Dọc Xương. Rõ ràng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số thì FC Tấn Tài chưa để lại được quá nhiều ấn tượng cho chúng ta. Không vào. Lại là Dọc Xương. Với FC Tấn Tài như đối đầu với một gã khổng lồ vậy, họ cần phải giữ bình tĩnh. Vừa rồi đó là cú đá của Vũ. Đối rụt rè. Chiến hữu FC. Chúng ta nghiêm túc bắt đầu. Không vào. Bóng đã đến rất gần với mảnh lưới của Hoàng Vũ rồi. Nhưng đáng tiếc quá. Tình huống Phú Lê. Đội trưởng của Phú Lê dây cho Kiên Đức, đây là cơ. Không vào. Xem là tình huống này. Một cú tia bóng rất gọn gàng của đội trưởng Phú Lê. Nhưng với trận đấu Tấn Tài thất bại trước Dược Phẩm Quân Anh thì đó là trận đấu mà họ gặp nhiều vấn đề với nhân lực. Không vào. Quá nhiều những tình huống bay nhảy của Hoàng Vũ. Chúng ta xem lại cú đá này của Do Sương. Hoàng Vũ vẫn vậy. Nỗ lực vượt qua Linh Nani. Vẫn đang là cơ hội dành cho cao thủ chiến hữu. Không vào. Nhưng như Tấn Tài cứ tiếp tục để cho chiến hữu băng phá về phía khung thành của mình, như vậy thì sớm muộn gì bàn thắng cũng sẽ đến với đội bóng xanh. Chờ cho hàng phòng ngự. Cubin lại có những tình huống cao thủ xanh họ áp sát. William Bode. Coi bộ cũng tương đối bất ngờ. Ở trong tình huống này thì Phú Lê đã rất dẻo. Đây là Lê Quốc. Như vậy là FC Tấn Tài họ chỉ duy trì lợi thế dẫn bàn của họ trong khoảng gần 15 phút mà thôi. Quá nhiều ngày tôi và FC Tấn Tài gặp lại nhau thì họ cũng thay đổi khá nhiều ở trong phong cách thi đấu. Mà FC... các thủ chiến hữu tạo ra nó đã khiến cho FC Tấn Tài bị bất ngờ. Đội chơi vào phía trong. Không vào. Quá nhiều cú sút về đội trưởng câu lạc bộ Tấn Tài. Tung ra được chuyền. Kiên Đức. Đội trưởng của Kiên Đức đánh đâu. Lần đầu vừa rồi là chúng ta xem lại tình huống này. Nhưng rõ ràng là họ cần phải hạn chế những tình huống như vậy. Lê Quốc. Lê Quốc giữ điểm từ xa. Không vào. Chúng ta xem lại tình huống xử lý này của tiền vệ màn áo số 7 với VFC Tấn Tài. Các đồng đội của mình. Phú Lê. Không phải, đây mới là Phú Lê. Phú Lê giữ điểm. Không vào. Lê Quốc chính là người đã tỉa bóng dành cho Phú Lê. Cú đá này của đội trưởng FC Tấn Tài. FC đang làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa những cầu thủ này của FC Tấn Tài. Được chuyền bóng của Lê Quốc, đây là Bạch Tín. Bóng này được hóa giải rồi. Linh là người thực hiện quả đá này. Không phải, đánh ngón đây. Tuyệt vời. Tỷ số đang lên 2-1 dành cho FC Tấn Tài. Lê Quốc đã góp công vào cả hai bàn thắng của FC Tấn Tài. Vượt qua những biên thẳng vào khu vực vòng cấm.
để cho đội tính bất ngờ đánh đầu. Lê Quốc đã tái hiện lại một phần nào đó hình ảnh của những cú đếm biên phần sầu đến từ vị trí của Rudy đã làm rất đẹp không ạ. Nỗ lực vừa rồi 2-1 rồi. Toáng đội chuyền của Văn Toáng dành cho Giò Sương căng ngang vào bên trong. Mà từ số 2 đều. Lần này thì lợi thế dẫn bảng của FC Tấn Tài khiêm tốn hơn chỉ duy trì được 4 phút mà thôi. Đúng như vậy các bạn ơi, bàn thắng là của số 69. Một đội bóng lạnh lùng. Nhưng rõ ràng ở giai đoạn này thì không phải như vậy, không phải. Hoàn Vũ cho vị trí điểm rơi tuyệt vời. Quả phân bóng vượt cao từ tí đây. Hoàn Hồ Chu Siêu quá tập trung vào công việc phòng ngự. Nỗ lực sáng tạo của bộ đôi này vẫn chưa mang lại nhiều giá trị dành cho câu lạc bộ để chuỗi bất bại của họ. Một trong những thứ được xem như là kho báu của câu lạc bộ này. Coi Lê đã ghi bàn rồi. Một lần nữa như tình huống, một lần nữa tình huống ghi bàn này, tình huống xử lý tương đối lập bộ của hậu vệ bên phía thì họ là đang thể hiện một bộ mặt tương đối tích cực. FC Tấn Tài lại dẫn bảng. Thành Tín đội chuyền của Thành Tín sang là cái vai dứt điểm không vào dành cho cầu thủ bàn áo số 7 đó là lực Sadio Mane. Tạm bóng bóng đi ngay vào vị trí đứng của chúng tôi. Đội chuyền của Phú Lê, đây là những điều mà chúng ta muốn nhìn thấy. Tiền vệ đội chơi bắt đầu số 7. Cú vẩy mang ngoài của Lê Quốc dành cho Thành Tín. Đây là Thành Tín. Come on. Cũng sẽ làm gì đây? Hoàn Vũ đang canh bóng. Không vào! Chúng ta xem lại tình huống này. Hoàn Vũ đã chỉnh rào nhưng hầu như quả bóng không đi ngay vào hướng hàng rào mà nó lượn vòng lên phía trên. Khá nguy hiểm, không vào. Quả đá phạt trực tiếp cho Chiến Hữu. Tôi nghĩ nhiều khả năng cao là FC Tấn Tài sẽ bước vào giải nghĩ giải lao với lợi thế của câu lạc bộ ở Chiến Hữu được ghi do công của số 69 Hồ Nguyễn và số 94 Thế Max. Văn Đạt không vào. Nỗ lực xoay người dứt điểm ngay là của Văn Đạt. Nhưng là Phú Lê vẫn lùi về đầu trong vòng người kia về 3-2. Cú đá bóng của Phú Lê không vào. Dứt điểm không vào. Vũ Hồ. Quả đá xa là của Phú Lê. Phú Lê làm gì đây? Đoạn lên bóng rồi, căng ngang vào phía trước. Văn Đạt, Văn Đạt với cơ. Văn Đạt đây không vào. Văn Đạt không phải. Người đã chuyền bóng cho Văn Đạt không phải là Phú Lê. Có vẻ như là căng ngang vào phía trong. Lại là cầu thủ câu lạc bộ rồi, không vào. Và xem lại tình huống phản xạ vừa rồi của Hoàn Vũ là của số 7 Lê Quốc. Mất bóng rồi. Thảo Ma là người đã mở ra tình huống bắt đầu tấn công đây. Đội chuyền Tài. Đây mới là Phú Lê. Đội chuyền Coi. Không vào. Xem lại cú đá này của Tống Hoài. Tống Hoài lại giữ điểm đi. Chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi của Văn Đạt. Quả đá phạt góc tốt của cao thủ câu lạc bộ FC Tấn Tài.
thể xóa tuyệt vời. Giải đấu bàn thắng này chúng ta phải xem chậm nó lại. Một cú đá mà Thành Tín đã tung ra một khoảng cách cực kỳ xa ở phía trước đến tận 4 cái bóng xanh, đã nhường vị trí tiền đạo cho Thành Tín. Anh lui về thi đấu khu vực giữa sân, liệu đây có phải là cơ hội không? Đáng tiếc là cú đá bóng sống của Giọt Sương. Điều này có phải là một tình huống phản công cho Chiến Hữu FC hay không? Được truyền rất thoáng và chấm chạy của Văn Đoàn giữa điểm không ạ? Rồi là của Thảo Ma. Phát bóng lên dành cho giữa điểm không ạ? Tương đối gặp khó khăn ở những góc quay xa do ảnh hưởng của một màn sương trắng bệt ở trên sân Thăng Long ở thời điểm này. Lại thêm một cú đá khiến bóng chưa được. Cơ hội dứt điểm không vào. Và tương đối không phải là một lựa chọn tốt. Cơ hội. Chuyển của Kubin và đã vô tình làm khó cho Hàn Vũ. Vô Giọt Sương đã sát quá nhanh và đưa chuyền về của Kubin đã vô tình. Hôm nay là một đội bóng vừa tầm với sự tấn tải. Đường càng ngang vào phía trong, Hàn Vũ lôi gọn bóng. Văn Đạt, lại là Văn Đạt, đường truyền dành cho Bule. Thành Tín đang chống chạy kìa, Bule giữa điểm. Đưa tay về chấm dọc bóng thì tôi mới biết đó là bàn thắng. Chúng ta xem lại bàn thắng của Phú Lê. Cú đúp của Phú Lê. Chúng ta lại xem lại tình huống mà các cầu thủ câu lạc bộ FC Tấn Tài luôn truyền quả bóng giữa một rừng vòng vây của các cầu thủ Chiến Hữu. Và như vậy là có tình huống đơn lưới nhà của các cầu thủ câu lạc bộ. Chúng ta xem lại tình huống đó một lần nữa. Thất bóng của Phú Lê đã vô tình khiến cho A Lực đánh đầu phá bóng, nhưng bóng lại vô tình rơi ngay vào lưới nhà. Được chơi lên. Đường càng ngang vào phía trong. Chắc chắn đó mà thắng rồi. Trận đấu quay trở lại và xuất phát thì họ cần phải có một niềm tin vô cùng to lớn. Thành Tín dứt điểm không vào. Phát bóng lên cho Hoàng Vũ, căng ngang vào phía trong, dứt điểm không vào. Mảng phối hợp chụp ngang rất tốt của FC Tấn Tài. Văn Toãn, đường càng ngang, giữ điểm không vào. Và xem lại đòn tấn công này của cao thủ áo xanh. Bóng bấn bay vào xa. Chúng ta xem lại cú đá sấm sét này của Thành Tín. Minh Tiến, Kubin dứt điểm không vào. Vũ Văn Cao là người dứt điểm nhưng thủ môn chú Siêu vẫn tung người để bóng thành công. Đã chạm một tay vào chiến thắng rồi. Cứ ngỡ như là Sadio Mane. Chúng ta xem lại bàn thắng này của Tống Hoài.
lắc đầu khi quả bóng nằm gọn trong lưới. Pháo vào, chân trái không vào. Vẫn đang là Cubin, đưa chuyền dành cho Senegal. Chúng ta cùng nhau xem lại bàn thắng này của Senegal. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ tấn tài và chiến hữu được livestream tường thuật trực tiếp trên fanpage bóng đá Phương Miền Tây của chúng.